Đi tìm kinh ngập lương khô tại đất nước Việt Nam, đâu mới là lương khô ngon nhất? Lương khô bay cho không quân. Lương khô BB702 dùng để hành quân dã ngoại. Và cuối cùng, lương khô chuẩn cho bộ binh 794K17. Toàn những loại lương khô chất lượng nhất hiện nay. Calo, lương khô dùng để hành quân là 384 kcal trên 100g. Lương khô bay là 396 kcal trên 100g. Và lương khô dành cho bộ binh là 430-440 kcal trên 100g. Bộ binh giàu năng lượng nhất. Bác là đấy, cái này là lương khô bộ binh này, cái này là lương khô để hành quân dã ngoại, còn này là lương khô bay. Test độ cứng, lương khô để dã ngoại hành quân và lương khô bay. Ôi giời ơi, lương khô dã ngoại hành quân vẫn không cứng bằng được lương khô bay. Hai lương khô chuyên nghiệp, lương khô bộ binh, lương khô không quân. À, cùng nhau vỡ không quân này. Ôi không quân vẫn là cứng nhất. Để thử gõ sang cái này xem là cái nào bị vỡ. Thật ra là cái nào mà gõ lên bên trên thì cái đấy cứng. Nói chung là hai cái này nó cứng như nhau bạn à. Giờ đến so sánh hình thức và mùi vị. Lương khô bay thì nó có vẻ dày hơn so với các loại lương khô khác rất nhiều. Dày hơn cả lương khô bộ binh. Người mùi này, mùi nó rất quen thuộc như kiểu là mấy cái bánh quy hồi bé. Nhai là rất dễ. Không hiểu sao nó cứng thế nhưng mà lúc nhai nó lại cực kỳ dễ. Ngon nha. Ăn cảm tưởng như kiểu là các bạn đang ăn bánh quy Dasani ấy. Và vị của nó khá là đậm. Tại vì khi mà bay trên trời ấy, thì không quân chắc chắn là cái vị giác của người ta sẽ bị giảm đi. Ngon nha, ngon lắm. Tiếp theo, lương khô dùng để hành quân và dã ngoại. Bách này nó hơi dân sự hơn một chút, bán được bán nhiều hơn. Thơm ngon, tròn vị. Thơm thế. Đặc mùi sữa ông thọ với mùi bơ luôn. Nhai cũng rất dễ. Đúng là cái vị bơ sữa. Nhưng mà cái cảm giác hương vị ở trong mồm ấy, nó vẫn không ngon bằng cái lương khô không quân đâu. Cuối cùng, chúa tể lương khô. Lương khô dành cho bộ binh. Và ngửi mùi thì không thấy một mùi bơ sữa luôn đâu. Hai ông này thì còn có mùi bơ sữa, chứ còn ông này thì không thấy mùi đâu. Mùi là chuẩn mùi gạo, mùi ngũ cốc, mùi ngô luôn. Độ cứng thì khỏi bàn. Thật vô nghĩa. Các bạn phải nhâm nhi từng tí một đấy. Nghe tiếng là thấy khác hẳn luôn đúng không ạ? Nè. Và cái vị của nó thì nó không có cái vị mà bơ sữa như hai ông bay với cả ông dã ngoại này. Ăn cái này là cảm giác là đúng là rèn luyện môi trường quân ngũ luôn đấy. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi trời ơi. Quay cả mồm, nhưng mà ngon, vị ngon lắm. Vị đúng kiểu vị tuổi thơ luôn, vị bỏng nổ với cả vị cơm cháy. Ngon thì ngon thật nhưng mà cứng lắm. Cứng đầu như người yêu của bạn vậy. Mà bạn làm gì có người yêu? Xếp loại, mùi thơm nhất. Lương khô hành quân dã ngoại. Vị xa xỉ phẩm nhất. Lương khô bay. Còn khả năng rèn luyện cao nhất. Lương khô chuẩn bộ binh. Vị cũng ngon nhưng mà đau mồm lắm. Cứng à? Long khoa học. Review khoa học.